Như vậy thì phần đầu tiên chúng ta làm hấp thu để đài đường đặc trưng cho hấp thu của một thuốc, chúng ta gọi là sinh thải đường. Thì lưu ý là cái đài đường đặc trưng cho quá trình hấp thu của một thuốc chúng ta gọi là sinh thải đường. Thì đây là định nghĩa sinh thải đường của FDA, tức là cái cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm của Mỹ đó, năm 2003. Sinh thải đường đó là tốc độ và mức độ hấp thu thuốc và chiều diện tại vị trí tác động. Như vậy nó phải có thứ nhất đó là tốc độ hấp thu, cái thứ hai là mức độ hấp thu, và cái thứ ba đó là chiều diện tại vị trí tác động. Thế trước đây chúng ta chỉ nói tốc độ và mức độ hấp thu thôi. Thì như vậy sinh thái dùng của thuốc được ký hiệu là F, thì F này nó sẽ được tính bằng liều thuốc hấp thu trên liều thuốc sử dụng. Thì cái cách tính đơn giản nhất đó là chúng ta sử dụng liều tiêm tĩnh mạch. Thì chúng ta tiêm tĩnh mạch 500mg paracetamol thì chắc chắn chúng ta biết có 500mg paracetamol trong máu. Trong máu chúng ta hấp thu, đúng không anh chị? Như vậy thì chúng ta sẽ biết được cái liều tĩnh mạch. Thì chúng ta uống á, chúng ta uống 500mg. Và sau khi uống xong các chị sẽ từng thời điểm như thế này, đây là cái thời gian 0 giờ, 1 giờ, 2 giờ sau khi uống chúng ta thêm máu, chúng ta định lượng paracetamol như thế nào. Thì chúng ta nối các cái điểm giữa hàm lượng máu định lượng theo thời gian thì chúng ta có một đồ thị. Đồ thị này chúng ta gọi là cái đường cong liên quan giữa nồng độ và thời gian. Như vậy thuốc sau khi uống nó sẽ hấp thu dần dần, nó hấp thu cho đến khi nó đạt được nồng độ tối đa trong máu, tức là lúc này quá trình hấp thu nó đạt đến cực đại, sau đó nó bắt đầu phân bố và phân mô, rồi nó đào thải cho nên nồng độ thuốc nó giảm dần. Thì toàn bộ cái này hai chúng ta đến diện tích của toàn bộ đường màu phong này, màu sáng này chúng ta gọi là AUC. AUC tức là diện tích dưới đường cong. Đây là đài lượng đặc trưng cho một phút hấp thu.
trong cái sinh khả dụng này chúng ta chia ra làm ba loại sinh khả dụng. Thứ nhất là sinh khả dụng tuyệt đối và cái thứ hai là sinh khả dụng tương đối. Sinh khả dụng tuyệt đối thì nó giúp chúng ta xác định một thuốc sẽ được hấp thu là bao nhiêu. Còn sinh khả dụng tương đối sau này chúng ta áp dụng rất là nhiều. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có cái viên panadol. Bây giờ Việt Nam mình cũng làm viên y chang như vậy. Đặt tên là cái gì đó. Thì bây giờ rất là nhiều người nói panadol nó hấp thu tốt hơn cái viên mình làm ra chẳng hạn như panada. Bây giờ chúng ta muốn chứng minh hai thứ này nó có hiệu lực tương đương nhau, chúng ta chứng minh A, B, C nó giống nhau. Đúng không chị? Các chị chứng minh nồng độ thuốc của nó trong máu như nhau thì hiệu lực điều trị có thể như nhau. Thì cái sinh khả dụng này chúng ta gọi là sinh khả dụng tương đối. Và đây chính là cái cơ sở cho thử nghiệm tương đương sinh học. Các chị nghe cái từ tương đương sinh học kia là cơ sở của thử nghiệm tương đương sinh học. Để chứng minh các thuốc được vào với những cơ sở khác nhau, với những công thức khác nhau, có cùng hàm lượng này, hoặc chất có hoặc có khả năng điều trị như nhau. Rồi cái này mà nó các chị đi làm nó phức tạp cũng không đơn giản đâu. Từ thuốc gốc và thuốc generic và tương đương sinh học, biết bao nhiêu là nhiều kê, bao nhiêu là gọi là tham dụng ha, là đủ thứ bất cập ở chỗ này. Thì đối với cái sinh khả dụng thì chúng ta căn cứ trên ba thông số chính. Thứ nhất là Cmax. Cmax tức là nồng độ đạt cái hấp thu tối đa thì nó sẽ bị nồng độ đỉnh, nồng độ cao nhất đó của hấp thu. Cái thứ hai là Th tức là thời gian sẽ đạt được cái nồng độ đỉnh này. Và cái thứ ba là có thêm thông số nữa đó là cái nồng độ đỉnh đầy. Thì thông thường một thuốc có Cmax và Tmax nó gần gần nhau thì hai thuốc đó xem như là cái đường, tức là chênh lệch của nó không quá 20% so với thuốc gốc. Chúng ta có một thuốc gốc, một thuốc ban đầu đó, thì chúng ta có những cái thuốc nhái, thuốc thay thế, những chênh lệch của nó không có quá lớn thì chúng ta xem như là tương đương sinh học. Thì đây là cái sinh thái dụng của các cái đường sử dụng tĩnh mạch xem như là 100% theo định nghĩa thôi. Trên thực tế có được 100% không các chị? Khó lắm, vì một phần cái chính thức kim, một phần cái chỉ tiêu ha. Khi chúng ta lấy những cái chính thể tính nó chính xác và khi chúng ta đưa vào tĩnh mạch nó có thể tập chút xíu. Tim bắp thì sinh thái dụng của nó khoảng 300 mg, dưới da cũng vậy. Uống vào và nó phải lớn. Uống có thể hấp thu rất là tốt nhưng không bao giờ làm được 100%. Trực tràng khoảng 30 dưới 100. Đường sông huyết á thì còn 50 gram và qua da cũng 80 lên 100. Như vậy chúng ta đã thấy là sinh thái dụng của nó được sử dụng. Bây giờ về tương đương sinh học thì mai mốt các chị học được bài giảng các chị sẽ học về cái này. Nhưng tương đương sinh học là gì? Đó là hai thuốc có cùng hoạt chất, chẳng hạn như paracetamol có cùng hàm lượng, ví dụ hàm lượng 500 mg, có cùng giảm bào chế, chẳng hạn như viên nén. Nhưng các chị so sánh tương đương sinh học là viên nén phân đối viên nén, chẳng phải viên nén với viên nén là nó không đúng. Hoặc là thuốc viên sủi, các chị đi so với viên nén thì nó cũng không đúng, cho nên nó phải cùng giảm bào chế. Như vậy cái nào thì nó tương đương thì Cmax AUC nó trên lệnh không quá 20%, đây là nó nằm từ 0.3 đến 1.5 lần so với cái thuốc gốc. Cái Tmax nó phải gần như nhau, chẳng hạn như thời gian để đạt được nồng độ đỉnh đó. Tmax là thời gian để đạt nồng độ đỉnh là 2 giờ thì thuốc sao cũng phải 2 giờ. Đó là chúng ta xong về 3 tiết đã hấp thu. Bây giờ chúng ta có 3 tiết này là phân bố. Thì thuốc sau khi hấp thu vào trong cơ thể nó sẽ đi về hệ thống tuần hoàn trung tâm, tức là về tim. Từ tim dưới tác động của thất trái nó sẽ tống máu đi đến não, gan, thận, não, phổi, da, v.v. Như vậy thuốc sẽ theo máu đi đến các cái mô này. Khi đến mô này thì có thể thuốc nó đi vào não, có thể thuốc nó đi vào mô mỡ, có thể thuốc đi vào gan, v.v. Nó lệ thuộc vào ái của thuốc của số mục đích. Và đương nhiên đối với những cái
bấm máu hay là được có cái lưu lượng máu ban đầu cao đó, tức là những cái mô thiết yếu trong cơ thể, chẳng hạn như não, phổi, gan, thận. Đây là những mô mà luôn luôn lưu lượng máu tới rất là cao, cho nên thuốc nó luôn luôn tới các mô này trước. Nó tới các mô này trước, nó có vào mô này hay không là chuyện khác. Thì những cái trường hợp như vậy chúng ta gọi là phân bố ban đầu, tức là bất di bất dịch thuốc sau khi hấp thu nó sẽ đi lên não, phổi, gan, thận, vì đó là những cơ quan có lưu lượng máu có lưu lượng cao nhất. Theo cái phân bố ban đầu vào đây nó có thể đi vào hoặc không đi vào, và sau đó nó có pha cái thai gọi là phân bố lại. Phân bố lại nghĩa là sao, là sau khi nó đi đến cái này thì những cái mô có lưu lượng máu sắp lên thì nó tiếp tục mang xuống lên các mô này, và nếu thuốc nó đi vào trong mô đó thì thành đi vào xương, còn da để điều trị nhiễm trùng ở da, thì xương để điều trị nhiễm trùng ở xương, còn phổi như này thì những cái này sau khi nó vào trong này nó có thể lưu giữ ở trong này, và khi nồng độ ở trong máu cũng giảm xuống thì thuốc ở trong các mô này từ mô này đi ra đồng máu, như vậy tái cái mô trở lại thì mô là máu. Cái gì đó cái này nó sẽ ví dụ một thuốc có ai được rất là cao để quân vùng mỡ, nó rất là tan trong những chiếc sau khi chúng ta uống vào nó sẽ nó được tưới tới đâu đó anh chị, nó tới gan não trọng mộ tới đó, nhưng mà nó không vào cái con này, sau đó nó đi lên mô mỡ, nó tích lũy trong mô mỡ, khi nồng độ thuốc ở trong máu nó chạm thì thuốc từ trong mô mỡ nó đi ra lại vào trong máu, như vậy nó làm lại cho nồng độ thuốc cao như thế nào, thì tình trạng đó chúng ta gọi là tái phân bố. Như vậy một thuốc mà có hiện tượng tái phân bố thì sao, thì tác động của thuốc nó sẽ kéo dài, còn nguy cơ tích lũy thuốc cũng sẽ tăng lên. Bây giờ đây là những khoa phân bố chính trong cơ thể, chúng ta có ba khoa, một là chất lỏng. Chất lỏng thì nó có hai pha, là nước và phải chất béo, hai cái răng, chất răng chủ yếu là xương răng. Thì đối với pha phân bố trong nước thì đương nhiên cái nước là cái môi trường chính, cho nên thuốc hậu nó phân bố trong nước, thì những thuốc nào mà tan được trong nước, phân tử nhỏ vân vân hoặc là gắn với được các protein trong nước thì đa số nó phân bố trong môi trường nước. Nước thì có ở đâu, nước nội vào, nước ngoài vào. Nước ngoài vào thì còn có nước ở trong mô kẽ, và nước ở đâu nữa thì nước thì chúng ta có hai thứ, là một là nước nội vào, hai là nước ngoài vào. Nước nội vào thì dễ rồi, nó nằm trong bào tử của tế bào rồi, còn nước ngoài vào nó nằm ở đâu thì một là mô kẽ và hai là ở trong mô mạch, đó là mạch máu, hai là động mạch đó. Rồi đối với cái chất béo thì chủ yếu là trong mô mỡ hoặc là trong hệ thống thần kinh trung ương, cho nên một thuốc mà nó tan tốt trong chất béo thì nó có thể tích lũy ở mô mỡ hoặc nó đi vào hệ thống thần kinh trung ương. Cái thứ ba là một số thuốc tai lượng cao trên các cái mô xương hoặc răng, chẳng hạn như các hóa chất nó sẽ phân bố. Bây giờ đặc điểm của sự phân bố thuốc, thì thuốc ở trong máu sẽ ở hai dạng, một là phân tử thuốc ở dạng tự do, hai là phân tử thuốc kết hợp với protein. Protein chất ơn thì bao albumin, beta globulin, acid alpha, lipoprotein, lipoprotein, đây là bốn protein chính liên quan gắn kết thuốc. Thì cái gắn kết của thuốc với protein nó là không duy trì. Tại sao? Tức là albumin có thể gắn rất là nhiều thuốc. Thuốc có thể vừa gắn trên albumin, vừa gắn trên lipoprotein, ra đủ thứ hết, cho nên nó không duy trì. Và chính công duy điểm này nên dẫn đến tương tác thuốc rất là dữ. Tương tác thuốc là gì? Ví dụ như các vị dùng thuốc A, nó gắn trên albumin. Các vị uống thêm thuốc B nữa, thuốc B nó cũng gắn trên albumin. Các vị uống hai thuốc này cùng một lúc, trên albumin nó chỉ có một vị trí gắn cho hai thuốc này, như vậy hai thuốc này nó sẽ dành nhau. Như vậy một trong hai thuốc nó sẽ ở trạng thái gì nhiều anh chị, tự do nhiều, cho nên hoạt tính nó sẽ tăng cao lên, động tính nó tăng cao lên, thì từ đó nó dẫn đến tương tác thuốc. Cái thứ hai là cái phức hợp thuốc protein này thì nó gắn với protein là đạt phân tử, cho nên thứ nhất là nó không có bị chuyển hóa, nó hầu như không có enzyme nào tác động được hết, nó không lọc qua được cầu thận, cho nên nó cũng không đào thải.
và đặc biệt là cái liên kết giữa thuốc với protein là liên kết thuần thịnh, và cái phức hợp này nó không có gây bất kỳ cái tác động gì lý. Thì cái liên kết thuốc với protein này, thì đối với trẻ em đó, trẻ em thì các chị lưu ý khả năng cố gắng với protein nó rất là thấp, cho nên liều ở trẻ em chắc chắn phải nhỏ hơn liều người lớn. Cái thứ hai là những đối tượng mà có protein huyết tương phân giải, ví dụ như đối tượng nào? Suy gan. Ví dụ suy gan, suy gan thì không chuyển hóa không tổng hợp được protein chẳng hạn, bị bỏng chẳng hạn, hoặc là bị gì nữa các chị, giảm albumin chẳng hạn, như suy dinh dưỡng chẳng hạn, thì những đối tượng đó có nồng độ protein trong máu thấp, cho nên cái nguy cơ mà thuốc ở dạng tự do tăng cao, cho nên động tĩnh nó xảy ra, cho nên các đối tượng này thì bắt buộc phải giảm liều đấy, cảm giác giảm liều. Rồi cái hình này thì nó chỉ mô tả là thuốc muốn tích tán từ nơi này sang nơi nọ thì chỉ có duy nhất cái dạng tự do nó tăng được nha các chị, còn dạng liên kết với protein thì ở đâu nằm im ở đâu. Thì ý nghĩa của cái tích tán và liên kết protein đó là nó sẽ giúp làm tăng thể tích phân bố. Cái thứ hai là tăng khả năng tương tác thuốc, nãy giờ chúng ta nói rồi. Cái thứ ba là tích tụ thuốc và phân bố, và thứ tư là kéo dài thời gian hoạt động. Tôi ví dụ như thuốc, một thuốc có gắn với protein thứ tư là 90%. Ví dụ thuốc A đó, nó sau khi vào trong cơ thể nó gắn với protein thứ tư là tới 90%. Như vậy chỉ có 10% cái dạng tự do nó có hoạt tính, hoạt tính của nó là giảm đau chẳng hạn. Nhưng mà sau khi 10% này nó bị chuyển hóa, nó đào thải hết, thì từ 90% của cái dạng liên kết đó, thì đây là liên kết thuần thịnh, nó sẽ sao các chị? Nó là phân ly cái dạng tự do. Như vậy nó cứ phân ly như vậy nó làm cho muốn có hoạt động kéo dài. Thì đây là thì đối với cái phân bố đó thì đài lượng đặc trưng cho quá trình phân bố chính là thể tích phân bố. Hồi nãy đài lượng đặc trưng cho quá trình hấp thu chính là gì các chị? Là sinh khai dụng. Còn bây giờ đài lượng đặc trưng của quá trình phân bố là gọi là thể tích phân bố. Thì cái thể tích phân bố này là cái thể tích phân bố biểu kiến là trong bài thể tích thần. Thì thể tích phân bố này nó tính bằng tổng lượng thuốc trong cơ thể chia cho nồng độ của anh đặt sai một trình. Thì ví dụ như thuốc A có nồng độ thuốc trong cái cơ là 10mg trên lít, chúng ta sử dụng liều là 1000mg. Như vậy các chị áp dụng công thức này VD nó sẽ bằng tổng lượng thuốc trong cơ thể chỉ dùng liều 1000mg bằng đường tĩnh mạch, thì tổng lượng thuốc trong cơ thể sẽ là nào chia cho nồng độ thuốc ở trạng thái ổn định đó là 10mg trên lít. Như vậy thể tích phân bố của thuốc này là 100 lít. Cơ thể chúng ta bao nhiêu lít các chị? Cơ thể của chúng mình là của chúng ta bao nhiêu lít? 45 lít. Cơ thể của chúng ta, tổng cơ thể của chúng ta, thể tích của cơ thể chúng ta còn bao nhiêu lít? Chắc tương đương cái số ký mà. Bao nhiêu? 5 lít thầy. 1 ký là lít hả? Dạ. Ký nước, cái lít cho ký thương, cái thịt sao mà 1 lít. Rồi nhỏ. Vậy chúng ta 50 ký, 60 ký, 70 ký, khoảng 50 lít hả? Phải có thể cao đi 50, 70 ký là 50 lít. Đó. Như vậy các anh chị thấy thể tích phân bố nó 100 lít nhưng mà thể tích thực của chúng ta đâu có tới đó, đúng không anh chị? Như vậy thì nó phân bố ở đâu? Vì gì đây cái này có những thuốc đây là khi các anh chị học một thuốc đó thì đầu tiên là hợp chất, tiếp đến sẽ là sinh thải dụng ra một thuốc, bất kỳ thuốc nào không có dị động chẳng hạn như đây cái gì biết acetaminophen rồi đúng không? Xin
số tiếp theo đó là thể tích phân bố của nó. À, đối với đối tượng 7 thì quyết 7 phi nó sẽ là sau như vậy. Tuy nhiên có những thuốc chẳng hạn như chloroquine, anh chị biết chloroquine không? À, nó thể tích phân bố của nó là 13.000 lít, phân bố đi đâu? Hoặc là có những thuốc ví dụ như ví dụ như cái thuốc này chẳng hạn, aspirin thể tích phân bố của nó là 11 lít. Nếu một thuốc có thể tích phân bố khoảng 5 lít thì các chị nghĩ thuốc đó nó nằm ở đâu rồi? Trong máu. À, nó nằm chủ yếu trong máu. Nếu một thuốc có thể tích phân bố là khoảng 5 lít tức là bằng thể tích máu, nghĩa là sao? Nghĩa là nó gắn rất nhiều vào cái từ nó nằm chủ yếu trong máu. Còn nếu một thuốc có thể tích phân bố là 13.000 lít thì nó phân bố lung tung hết, đi hết tất cả các mô trong cơ thể, anh em chị. Đó. Như vậy thì cái thể tích phân bố này sẽ giúp chúng ta đi đoán là thuốc nó nằm ở đâu, hoặc là nằm trong lòng mạch hay là nó nằm ở các mô. Thể tích phân bố càng gần với thể tích máu thì nó càng nằm chủ yếu trong lòng mạch. Thể tích phân bố càng xa với thể tích máu thì nó phân bố rất là nhiều quá trong cơ thể. Rồi, đó là phân bố thuốc. Chúng ta thấy trong cái phân bố thuốc thì nó có hai hàng rào có não, thì chúng ta nói rồi, hàng rào có não rất là khó cho thuốc vượt qua, cho nên thuốc khó phân bố vào hàng rào có não. Ngoài trừ thứ nhất là trẻ sơ sinh, bào thai chưa có hàng rào có não, cho nên trong quá trình mang thai hoặc là trẻ sơ sinh đang bú sữa mẹ thì chúng ta mẹ uống thuốc, nó thuốc có thể qua được hàng rào có não thì cái hàng rào có não chưa hoàn thiện, nó sẽ gây gặp cái thứ hai nữa là trong trường hợp hàng não nó hàng rào mảng não nó bị viêm này, như chúng ta bị viêm mảng não như này, lúc đó chúng ta dùng kháng sinh nó có thể qua được cái màng bị viêm này. Còn đối với nhau tai thì cái hàng rào nhau tai nó đơn giản lắm, nó chỉ là cái nối kết nối giữa mạch máu với hệ thống con thôi. Đây là cái cuốn rốn, các chị thấy chỗ này là cuốn rốn ở đây, chúng ta không to nó đây thì các chị thấy giữa màng cho nên mẹ ăn cái gì uống cái gì thì thuốc nó sẽ vào tới đây hết. Vào tới đây thì trong quá trình phát triển gan của bào thai cũng chưa hoàn tập, thận cũng chưa hình thành, cho nên con nó cũng không chuyển hóa đào thải được thuốc gì hết, cho nên nó sẽ gây độc tính trên bào thai. Và chúng ta sẽ qua cái này và phòng bổ. Rồi chúng ta qua cái tiếp theo là cái gì cả, học có mấy giờ có thể 9 giờ 8 giờ 5 rưỡi hả? Tùy thôi, họ cũng nằm đây nghỉ. Bây giờ đi, bây giờ chúng ta học cho ta từ 10 chúng ta nghỉ. Giờ tiếp theo ha, cái A xong rồi là hấp thu, rồi D là đi chi vi sinh là xong rồi, bây giờ tiếp theo là N là chuyển hóa. Chuyển hóa chúng ta gọi là biến đổi sinh học của thuốc. Thì tại sao thuốc nó phải chuyển hóa? Có những thuốc các chị uống vào nó không cần chuyển hóa gì hết rồi nó đào thải ra ngoài. Có những thuốc uống vào chúng ta phải qua rất là nhiều cái giai đoạn chuyển hóa. Có những thuốc ha, ta uống vào dùng cho chuyển hóa 3-4 ngày nó đào thải, có những thuốc nó tích lũy rất là nhiều năm. Như vậy chuyển hóa mục tiêu của nó là làm gì? Mục tiêu của chuyển hóa thuốc đó là loại trừ thuốc ra khỏi cơ thể. Như vậy bất kỳ một thuốc nào khi chúng ta uống vào thì nhiệm vụ cơ thể phải chuyển cái chất đó làm sao cho nó tan được trong các cái đường đào thải. Chẳng hạn như nếu qua đường tiêu hóa thì nó phải tan được trong mật. Nếu qua đường tiểu thì nó phải tan được trong cái tiểu. Như vậy nhiệm vụ của chuyển hóa một là chuyển một cái thuốc kém phân cực thành cái chất phân cực để nó hòa tan trong cái tiểu và chuyển ra ngoài. Hai là nếu không chuyển được không có thể làm gì hơn thì nó làm sao cho chất đó nó tan được trong mật, nó nhũ hóa được trong mật để ra vào trong ngoài. Đó là cái mục tiêu thứ nhất. Cái nhiệm vụ thứ hai của cái chuyển hóa thuốc đó là chấm dứt tác động thuốc.
ta thấy uống nó lệ thuộc tác động vật lý thì nó lệ thuộc vào cấu trúc hóa học, cho nên chuyển hóa là thay đổi cấu trúc hóa học thì nó là thay đổi tác động vật lý. Nếu chúng ta uống thuốc vào nó không chuyển hóa rồi nó cứ nằm như vậy thì chúng ta uống paracetamol uống lần để chúng ta giảm đau suốt đời cũng không chuyển. Vậy thì chúng ta thấy tất cả những cái chất ngoại sinh trong cơ thể nó đưa vào là được đào thải ra hết. Và cái chuyển hóa nó làm thay đổi hoạt tính của thuốc. Cái hàng như thuốc ban đầu nó không có hoạt tính, bây giờ uống vào nó chuyển hóa, nó chuyển thành cái có hoạt tính. Đó là cái nguyên tắc dùng của chuyển hóa. Thuốc không cần, thuốc không cần. Nếu rất là không cần, phải cần chuyển hóa như thế, bài tiết tự nhiên ra ngoài. Nếu mà thuốc kém không cần thì nó chuyển hóa, nó chuyển thành phân tử hơn chút xíu, từ phân tử hơn nó chuyển thành phân tử. Thì đây là các cái ví dụ về chuyển hóa thuốc. Những cái chỗ này thì các chị không cần học thuộc đâu, các chị chỉ biết kiểu cái ví dụ mà thôi. Cái ví dụ thứ nhất là cái chuyển hóa làm mất hoạt tính. Cái này không phải là thuốc, phenol không phải là thuốc, đúng không các chị? Như ví dụ thôi, phenol là ví dụ mô vô cơ rất là độc. Nó độc cái gì? Về cái gì? Nó có khả năng gây ung thư. Chúng ta thấy phenol nó có cái nhóm OH phenol ở đây. OH thì nó phân tử đó, nó vẫn có tính axit kia nhưng mà nó không đủ phân tử để nó đào thải ra ngoài. Sau khi chúng ta sử dụng vào uống vào, không có xin lỗi, ví dụ như chúng ta hít phải dần thì dưới tác động của phenol sulfonia, các chị thấy ở đây là enzyme nhưng không phải chị gắn cái nhóm sulfat vào đây là nó được đâu. Thì nó sẽ chuyển thành cái hợp chất phân tử hơn. Như vậy cái chất này nó ít độc tính hơn vì nó còn OH phenol. Cái thứ hai là nó làm thay đổi hoạt tính. Chị biết diazepa chứ hả? Đúng không? Đây là thuốc nhóm benzodiazepine có tác động gây ngủ, giải lo âu. Nếu các chị sử dụng diazepa thì hiệu lực gây ngủ của nó kéo dài khoảng 24 tiếng. Sau khi chúng ta sử dụng vào đó thì cái phản ứng chuyển hóa đầu tiên của nó, đây là cái chất ít phân tử nó gắn thêm các cái nhóm phân tử vào, thứ nhất là hydroxyl hóa. Các chị thấy nó gắn nhóm OH ở đây, gắn thêm nhóm phân tử, nó chuyển thành diazepa. Diazepa này bản thân nó cũng là một cái phản ứng, nhưng tác động của nó ngắn hơn. Tiếp theo đó nó thử metin, tức là nó thử bớt cái nhóm phân tử không phân tử này, cắt bỏ cái nhóm metin này thì chuyển thành diazepa. Cái này nó cũng có tác động như vậy. Các chị thấy là từ một thuốc có tác động dài qua chuyển hóa thành nhiều cái chất có hoạt tính ngắn hơn. Và như vậy bây giờ nếu các chị ngủ 24 tiếng thì sao các chị? Ví dụ chúng ta điều gì mất ngủ mà vô thuốc ngủ tác động tới 24 tiếng thì chúng ta làm sao? Chúng ta không làm được cái gì hết, đúng không các chị? Và như vậy chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc có thời gian tác động ngắn hơn, chẳng hạn như cho nên các chị thấy nha, dược lý với khóa rồi nó hay lắm ha. Dược đi làm xong rồi cuối cùng cái chất mình không muốn là cái chất nó có hiệu lực, chẳng hạn như cái gì đó các chị thích sinh này ha, tình cờ mà ra. Nói chung là đa số các chị làm hóa, các chị định hướng một chuyện, các chị tổng hợp cho lắm, cuối cùng cái chất mà các chị đem dược đi thì chất đó có tác dụng mà. Nên các chị học qua xong các chị học dược cũng không có đến nỗi là nó nếu đồ biết lắm năm nó chịu đồ biết thần cười nhau. Rồi tiếp theo là cái chuyển hóa làm tăng học tính, chẳng hạn như L3 là một tiền dược, tức là L3 bản thân nó không có cái tác dụng gì hết. Sau khi sử dụng xong nó còn có thể nó chuyển thành dopamine cho con học tính. Thì cái này là cơ sở của nó là hóa học. Bây giờ là L3, các chị nhìn cái cấu trúc của nó có nhóm COH2, nó là một cái chất phân tử. Nếu các chị dùng rồi xuống dưới này dopamine cũng là cái chất phân tử. Tuy nhiên dopamine nó không qua được cái hàng rào của não. Dopamine là điều gì bệnh gì các chị? Parkinson. Parkinson là tổn thương cái thể vân ở trong não đó.
dopamine nó tiết ra không được, cho nên nó gây run tay run chân, không kiểm soát được vận động. Các chị muốn điều trị, các chị phải làm tăng nồng độ dopamine trong não. Nếu các chị tiêm dopamine cho bệnh nhân, dopamine không vượt qua được hàm lượng trong não vô ích, cho nên chúng ta dùng cái tiền chất là L-dopa vào được trong não, từ L-dopa chuyển hóa rồi. Ví dụ như ibuprofen, các chị biết cái này không? Để là thuốc giảm đau tăng viêm do cái xét. Nếu các chị dùng á, các chị tổng hợp ra, không bao giờ các chị tổng hợp được gọi là dòng độc phân E, độc phân S, các chị không bao giờ phân tích được, các chị không bao giờ tách ra được. Đa số các chị dùng cái tổng hợp ra sẽ biết. Và khi các chị sử dụng như vậy thì cái độc phân E là sau khi vào trong cơ thể nó sẽ chuyển thành độc phân S. Độc phân S nó mới có hoạt động. Đó là những cái ví dụ. Thì như vậy chuyển hóa thuốc nó qua những cái thế nào, nó qua hai nhóm phản ứng. Nhóm thứ nhất chúng ta gọi là chuyển ứng ở phản ứng chuyển hóa pha một. Pha một thì gồm tất cả các cái phản ứng oxy hóa, cự gan nhóm C, cắt bỏ và vân vân chuyển ứng. Và cái nhóm thứ hai đó là chuyển hóa ở pha hai, chủ yếu là liên phận, tức là gắn kết với một chất nội sinh có sẵn trong cơ thể để làm tăng tính hòa tan, để dễ đào thải ra ngoài. Đây cái biến đổi này là biến đổi nước hấp thụ ha, các chị. Đây là cấu trúc của insulin. Nếu cái insulin chúng ta mà uống thì pepsin, protein, thủy phân hết, nó sẽ không còn hoạt tính, nên insulin chỉ có tim mà thôi. Còn đây là esmolol. Cấu trúc khoa học của nó là có cái gốc, có cái nhóm ester. Sau khi chúng ta tiêm vào trong cơ thể thì ester enzyme vừa lên hồng cầu, nó sẽ bị mất cái ester này và tạo thành cái dẫn chất này. Dẫn chất này nó có tác động là chèn để ra, nó giúp làm giảm huyết áp rất là nhanh. Rồi bây giờ các enzyme chuyển hóa thuốc, thì để chuyển hóa thuốc á thì chúng ta tất cả các cơ quan trong cơ thể đều có khả năng chuyển hóa thuốc. Tuy nhiên cái cơ quan quan trọng nhất đó chính là gan. Bởi vì sao? Bởi vì ở gan nó chứa tất cả các cái hệ thống enzyme để chuyển hóa thuốc. Tiếp theo là đường tiêu hóa. Đường tiêu hóa nó không có enzyme chuyển hóa thuốc. Tiếp theo là thận, phổi, da, vân vân. Thì các enzyme chuyển hóa thuốc chúng ta chia ra làm hai loại. Một chúng ta gọi là cái các enzyme microsome enzyme, và cái thứ hai là các enzyme non microsome enzyme. Và các chị trả lời thử, nói như tôi thử là enzyme microsome với non microsome enzyme khác nhau như thế nào? Này là các microsome enzyme ở ngoài gan, còn này là các microsome enzyme ở gan, còn cái này là các enzyme microsome ở gan. Vậy cái microsome với non microsome enzyme nó khác nhau như thế nào? Các chị học sinh nè, sinh học chị. Chị đã học ngôn ngữ trên nói trên microsome thì non microsome. Giờ các chị nhìn trên tế bào đó, trong tất cả các tế bào quan có tế bào quan nào tên là microsome không các chị? Có tế bào đó có không hả? Có không? Có không các chị? Trong tất cả các trong tế bào ha, chị nhìn cái này, tất cả các bào quan có bào quan nằm đây là microsome. Vậy microsome là cái gì? Microsome đó là khi các chị đi tâm cái tế bào, các chị phá hủy tế bào ra, các chị đi tâm tốc độ rất là cao, thì ở cái lưới nội chất chúng ta có lưới nội chất thô như trên, thì những cái túi nó hình thành từ cái lưới nội chất ta gọi là microsome, nó không có một tế bào. Và trong cái tơ bưu đó nó chứa rất là nhiều enzyme chuyển hóa thuốc. Nên microsome đó là một cái sản phẩm do con người tạo ra, chứ không phải do tế bào tạo ra. Thì cái microsome, trong cái microsome này nó chứa các cái enzyme sao? Monooxygenase. Chúng ta gọi là mid-function oxidase, tức là enzyme oxy hóa đa chức năng hỗn hợp. Tiếp theo nữa là hệ thống cytochrome T450. Đây là hệ thống quan trọng nhất trong chuyển hóa thuốc.
acid đều không đủ. Tiếp theo là các cái enzyme mà flavin FMO và flavin monoxida rất là những cái enzyme oxy hóa mà cần cái chất cái bộ factor tức là cái đồng yếu tố là flavin hoặc là epoxyhydroxida tức là cái enzyme tùy phân tích góc là cái epoxy hoặc là glucoprotein-capera. Thì đặc điểm của các enzyme glucosome đó là có cái cảm ứng. Cảm ứng nghĩa là gì? Cảm ứng là khi các chị dùng một thuốc, thuốc này nó tác động lên các enzyme này, nó làm tăng biểu hiện của các enzyme này. Thì từ đó chúng ta gọi là gì? Từ cảm ứng. Ví dụ như các chị biết thuốc rifampicin không? Rifampin nhé, là thuốc vị lao. Nếu các chị uống thuốc vị lao vào thì cái cytochrome P450 tăng biểu hiện rất là nhiều lên tế bào gan. Như vậy chuyển hóa thuốc tăng đi giảm các chị tăng lên. Chuyển hóa thuốc tăng lên thì những thuốc nào mà chuyển hóa qua cytochrome P450 dự lượng của nó tăng đi giảm. Giảm xuống chứ vì nó bị chuyển hóa nhanh quá mà. Enzyme chuyển hóa nó tăng lên, thuốc uống vào nó chuyển hóa hết trơn thì dự lượng nó sẽ mất. Thì đây chính là cũng là cơ sở của tương tác thuốc. Cái hiện tượng này chúng ta gọi là cảm ứng. Các cái enzyme không microsome, tức là nó không có nằm trong cái túi microsome thì nó có acetin hóa, sulfat hóa, glutathione hóa, alcohol-dehydrogenase xương tử v.v. Thì những cái enzyme không microsome thì nó không đặc hiệu, nó không bị cảm ứng nhưng nó có tính đa định. Nó không cảm ứng nhưng nó có tính đa định. Bây giờ đối với trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh thì chưa có các enzyme này cho nên không chuyển hóa được thuốc. Không chuyển hóa được thuốc thì các chị lưu ý có thể đọc lên ngộ độc thuốc. Cái thứ hai là các chị lưu ý khi sử dụng các cái loại siro có cồn hoặc là thuốc kho, thuốc đạm có nhiều vô đi siro có cồn hoặc là cô đi rất là nhiều trường hợp mẹ bị ho như các chị rồi uống thuốc ho cô đi thuốc ho này là bài tiết qua sữa con bú thì ngộ độc gì các chị cô đi chuyển hóa thành gì cô đi chuyển hóa thành gì chị chưa học cái này hả học glycosid học alkaloid chưa cô đi các chị bỏ cái nhóm hydroxy đi ở cái nhóm ba hydroxy đó thì nó sẽ chuyển thành một phi. Như vậy sao cái bạn có thể chuyển hóa thành một đó rồi như vậy chuyển hóa thuốc nó sẽ ảnh hưởng đến nồng độ thuốc có ở trong máu và chúng ta hồi nãy định nghĩa đó sử dụng đó là nồng độ thuốc nó phải hiện diện tại vị trí tác động. Như vậy chúng ta thấy nếu chúng ta uống thuốc hấp thu qua ruột ở ruột nó bị chuyển hóa một phần qua gan nó chuyển hóa một phần rồi tới phổi nó chuyển hóa phần vân vân chuyển hóa hết cuối cùng nó đến về đến tim ấy, nó không còn cái gì hết thì như vậy uống thuốc đó không như không không có chuyện. Thì bây giờ chúng ta qua một cái khái niệm nữa chúng ta gọi là cái khái niệm chuyển hóa lần đầu. Hồi nãy chúng ta nói là chuyển hóa lần đầu ở gan thôi còn bây giờ chúng ta coi chuyển hóa lần đầu ở tất cả các nơi thì thuốc có thể chuyển hóa lần đầu ở đường tiêu hóa, thuốc lần đầu có thể chuyển hóa ở gan, thuốc cũng có thể chuyển hóa lần đầu ở phổi. Tất cả các cái chỗ này là cái gì gan tiêu hóa thận phổi thì coi như chuyển hóa thuốc đấy cho nên nó đều bị chuyển hóa lần đầu. Bây giờ ở gan thì đủ các enzyme, ở ruột thì có cytochrome có enzyme trung hóa hóa có ATPase hóa ở vi khuẩn ở ruột thì nó có rất là nhiều tiết ra rất nhiều enzyme. Bây giờ các chị nói gì mình tôi chỗ này ta nói cái chỗ này thôi. Bây giờ chúng ta có một thuốc gọi là phenobarbital các chị thì theo dõi cái thông tin này các chị lát nhầm cái bây giờ phenobarbital là một thuốc dạng kháng canxi chị biết thuốc dạng kháng canxi chứ hả chống viêm phenobarbital chẳng hạn đó là thuốc điều trị đau cắt cơ tăng huyết áp chẳng hạn
Ví dụ như Fenolimin chúng ta sử dụng cái viên là 5mg hoặc 10mg chỉ uống. Như vậy lúc đầu thuốc ta uống vào là 100%, đúng không anh chị? Uống xong nó qua vào thực quản, nó xuống đến dài dài, xuống đến dài dài đây là cái viên tan nó ruột và dài dài nó bị phân hủy gì hết. Như vậy cái hàm lượng của nó vẫn là 100% viên tụy, cái thay đổi gì hết. Xuống đến ruột non, xuống đến đây bắt đầu nó tan cả và nó thu qua cái hệ thống ho mạch để nó đi vào tĩnh mạch. Thì ở đây là ở ruột, đây là tế bào gan, còn đây là tế bào ruột. Thì đầu tiên nó phải hấp thu qua ruột trước, đúng không anh chị? Ruột nó cũng vào ruột đây. Thì đây là tên màng tế bào ruột. Thì tên màng tế bào ruột chúng ta có cytochrome P450 ở đây ở cái dạng là CYP3A4. Đây là một trong những cytochrome P450, đúng không chị? Thì cái ruột chúng ta cho đôi viên viên nó xuống đây này ra. Khi nó hấp thu vào đây thì cái enzyme này nó chuyển hóa. Khi nó vừa qua khỏi tế bào ruột thì nó vào máu ở đây nè, từ đây nó đi qua đây nè, thì nó mất hết nó còn lại bao nhiêu đây thì 30%. Đấy, chị nhìn cái đen thôi nha, cái đen này thôi. 30% này nó mới đi theo cái tĩnh mạch này, nó đổ vào tĩnh mạch cửa. Thì đây, khi nó đến đến tĩnh mạch cửa thì nó vào xoang của gan, đây là xoang. Nó vào đây thì nó gặp tế bào gan đây, nha các chị. Tế bào gan này, nó vào đây nó gặp nó đen, gặp xích 3-4 lần nữa. Thì enzyme này nó sẽ chuyển hóa luôn. Và như vậy từ 30% nó còn lại bao nhiêu đây? 15%. 15% này theo tĩnh mạch cửa đi về tĩnh mạch chủ, 15% đổ về tim. Như vậy anh chị uống là 100%, nhưng khi nó về tim chỉ còn bao nhiêu? 15%. Như vậy sự thay đổi của thuốc này chỉ là 15%. Vậy thuốc này có dùng được không? Thuốc này có dùng được không? Không. Được. Chị dùng có 1% cái chị dùng cũng được. Như vậy 99% cái chị phí đi thôi, đúng không? Chứ chúng ta đã không dùng được. Như vậy thì chúng ta thấy đó là cái chuyển hóa lần đầu, cái chị thấy một cái thuốc ha. Sau khi chuyển hóa lần đầu nó chỉ còn là 15%. Vì vậy chúng ta thấy thuốc thất thoát rất là nhiều trong quá trình hấp thu phân bố chuyển hóa. Rồi vậy thì chúng ta thấy từ cái chuyển hóa lần đầu đó thì chúng ta có thêm cái khái niệm đó là cái hệ số lipid. Thì chúng ta có lipid ở ruột, lipid ở gan và lipid ở phổi. Ở ruột, ruột là intestine, cho nên chúng ta cũng tắt là ơ có nghĩa là ơ là traction, hoặc là lipid ở gan. Y là intestine là ruột. H là hepatic có nghĩa là gan. T là pulmonary tức là phổi. Như vậy thì ở mỗi cơ quan như vậy chúng ta có cái hệ số lipid. Hệ số lipid ở ruột là tỷ lệ thuốc bị chuyển hóa lần đầu ở ruột. Nó có thể từ 0 có nghĩa là không chuyển hóa cho đến 1 chuyển hóa 100%. Như vậy thì theo ví dụ hồi nãy, fenolimin có hệ số lipid ở ruột là bao nhiêu đấy? Bao nhiêu? 0,7. Vì nó đi ra nó còn 30% thôi. Hệ số lipid ở gan là bao nhiêu các chị? Là 0,5. Vì nó vào 30% mà nó ra là bao nhiêu? 15%. Như vậy hệ số lipid của nó là 50% hay là 0,5. Các chị lưu ý, đối với dược đồng học chúng ta sẽ làm toán rất là nhiều. Làm toán kiểu đó đó. Rồi, mình sao không nhiều quá vậy?